Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất. Và hôm nay Ô Tô Chất lại về được một chiếc Toyota Fortuner. Một chiếc Fortuner sản xuất năm 2012. Một chiếc xe máy xăng số tự động, gầm cao 2 cầu. Và đây là một chiếc xe thuần Việt của Việt Nam. Một chiếc xe mà Toyota Fortuner bản V này, nó là một chiếc phải nói là ở cái thị trường Việt Nam được rất là nhiều người ưa chuộng và chú ý đến các bác nhá. Đây là một chiếc xe nó siêu bền luôn. Chiếc xe này thì em sẽ bao cho các bác những vấn đề sau. Như ở tất cả những chiếc xe mà bên em bán thì chiếc xe này em sẽ bao cho tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Máy móc là máy móc zin, hộp số nguyên zin, thân vỏ nguyên zin, sơn zin còn nhiều, keo chỉ nguyên bản 100%. 100% anh chị nhá. Và tất cả các chi tiết trên xe là nguyên bản 100%. Đấy. Mặc dù sơn zin của nó thì chắc là rơi vào tầm khoảng 80-90% là sơn zin luôn. Mọi chi tiết trên xe còn rất là đẹp các bác nhé. Đây, một chiếc Toyota biển 36A Fortuner 2012. Đấy, chiếc này là bản V, máy xăng số tự động. Thì chiếc này thì phải nói là nó cực kỳ là đẹp, nó rất là đẹp luôn chị ạ. Đây, các bác nghe tiếng gõ cửa, đóng cửa đây. Đấy. Đấy, các bác nghe chưa? Đó, nó cực kỳ là chất luôn. Cánh cửa lái nhá, đây là cái cánh cửa được nhiều mở nhiều nhất ở trong xe này. Đây. Đấy, các bác nghe chưa? Rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, các bác nhìn những cái nước sơn của nó này. Đấy, cái mép này, nếu mà anh chị nào hay sơn xe là biết này. Có phải đây có phải sơn zin không ạ? Sơn zin. Chiếc này sơn zin nó còn rơi vào tầm khoảng 80-90% luôn. Là một chiếc xe em bao cho các bác là không có tai nạn đâm xô hay là ngập nước gì cả. Mà máy em đang lổ nhá. Đấy, các bác nghe tiếng máy lổ chưa? Nó quá êm luôn. Xe mới lấy về đêm qua từ trong thành phố Thanh Hóa ra, mua tư nhân chính chủ. Đấy, sinh nhan bao rẽ thì gặp trên gương. Chiếc xe này thì là động cơ 2.7, số tự động, xe trang bị hai dàn điều hòa, hai túi khí an toàn, phanh ABS. Đấy, và đầu CD là đầu CD nguyên bản theo xe luôn. Đăng kiểm thì đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Form dáng chiếc này thì nó phải nói là nó quá là đẹp luôn. Nó cực kỳ đẹp luôn anh chị nhá. Sơn zin còn rất là nhiều luôn. Thân vỏ đây, anh chị nhìn xem này. Lốp này, lốp còn khá là dày dặn và mọi chi tiết này, gầm sàn này, đây, đấy, anh chị chơi xe, anh chị xem bọn em đây có vẻ là zin không ạ? Một, nếu mà kiếm được một chiếc xe nó zin như này thì nó còn khá là khó luôn. Đây nhé, xem keo chỉ này, keo chỉ của đường cua lốp luôn này, đấy, anh chị nhìn chưa? Nó dài đến tận đáy luôn này, đấy, đáy của em nó ở đây này, rất là đẹp phải không ạ? Chiếc này mới về nhá, chưa rửa dọn gì cả. Nếu mà gầm này mà em tẩy đi thì nó chắc là nó nhìn nó chắc là phải vào viết giấy luôn chứ không cần phải bàn nhiều. À, mọi chi tiết này. Đấy, rất là đẹp phải không ạ? Chiếc này em bao zin, ghế da là ghế da zin nhá. Ghế da zin các bác nhìn này. À, ghế da zin này, nếu mà bọc lại là không còn cái này đâu nhá. Em dám khẳng định cho các bác trên thị trường Việt Nam, nếu bọc lại ghế của Toyota Fortuner thì sẽ không còn cái bảng hướng dẫn gập ghế này. Đấy, xe order 18.9, tí em sẽ giới thiệu phần order sau. Mọi chi tiết trên xe này, một chiếc xe cọp, các bác chỉ cần nhìn như này. Đấy, mọi chi tiết này, sơn lòng trong này. Và chiếc này ấy, nếu mà anh chị nào mà đi mua xe thì dẫn theo cả thợ sơn nhá, xem là định giá, định màu cho em. Đây có phải sơn zin đâu nhá. Cánh cửa này, đấy, các bác nhìn chưa, cánh cửa sơn zin này. Chiếc này sơn zin nó rơi vào tầm khoảng, nếu như em đi bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 95%. Chỉ có mỗi góc ba sốc trước này. Để em xem nào. Góc ba sốc trước này là được sơn tỉa lại rồi. Đấy. Còn đây này, sơn zin này. Sơn zin nguyên bản nhá. Chiếc xe này là sơn zin. Em khẳng định là sơn zin, còn phải nói là phủ gần cả xe luôn. Tôn vỏ đây. Đấy, không một tiếng bả ma tít luôn. Để xem bên này nào. Đấy, bên ba là sốc, bên lái này sơn zin 100%, góc ba sốc. Đấy, gầm dưới thì được sơn rồi, sàn dưới này được sơn rồi. Đây em nhìn thấy một vết mụn đây này. Đấy, mụn này là mụn dầu bóng. Bởi vì là em là một người thợ sơn, sơn da mà, nên em nhìn sơn zin nên là không zin em biết ngay. Đấy, chỗ này được sơn rồi này. Rất là đẹp luôn, mọi chi tiết này. Trước này em bao cọp luôn. Nó phải khẳng định là bao cọp. Fortuner, một chiếc xe gia đình 7 chỗ ngồi, gầm cao, số tự động, một cầu, máy xăng. Sản xuất năm 2012 các bác ạ.
mà nó còn quá là zin luôn. Mọi chi tiết này, ghế da này. Đấy, đây, chiếc này bác nào mà các bác dẫn thợ đi, ví dụ như là chiếc xe này nếu nó có lỗi, em sẽ chơi kèo tặng xe cho các bác luôn. Nếu mà chiếc xe này nó có lỗi, em sẽ tặng xe. Đấy, và không có lỗi thì đừng mặc cả em nhé, mặc cả tội nghiệp em. Đấy, các bác nhìn chưa, zin nguyên bản luôn. Fortuner, hai dàn điều hòa. Đấy, chân lỉ nguyên bản này. Không, đây không phải là cái dòng xe chạy dịch vụ đâu nhá. Đấy, các bác nhìn chưa, nếu chạy dịch vụ thì cái trần này nó rất là bẩn. Và thứ hai là sẽ được bọc lại da, bọc lại ni lông thì nó cực kỳ là xấu. Nó là nguyên zin. Nguyên zin các bác ạ, các bác nhìn chưa. Đấy, rất là đẹp luôn. Da này, da rẻ hồng hào, cực đẹp luôn. Trước này em về không phải tốn tiền gì, chỉ tốn tiền rửa xe thôi. Đấy, các bác nhìn chưa, rất đẹp. Mọi chi tiết em bao cho các bác là không tai nạn, không đâm xô, không ngập nước. Máy số zin nguyên bản, bao check hãng. Bao check hãng nhá. Đấy. Nguyên bản luôn. Rất là đẹp. À, các bác nhìn trần chưa? Dàn trần sau này như là mới luôn. Đấy, xe này. Nói chung là mọi chi tiết nó còn quá là đẹp, nó quá là hoàn hảo luôn. Tối qua em xem đêm, xem tối 12 giờ đêm ở trong thành phố Thanh Hóa. Đấy. 12 giờ đêm mà phải nói là xem rất là kỹ càng, muốn tìm ra một cái lỗi rất là nhỏ mà không có. Chính xác là như vậy luôn. Phần đây là phần khoang máy động cơ, phần nội thất của xe. Đấy, theo thời gian thì chắc chắn là chỗ này là chỗ tì tay để bấm còi thì nó sẽ hơi mòn đây, hơi mòn đây. Đấy, hơi mòn đây. Nhưng nó là xe cũ thì đó mình phải chấp nhận. Nhưng mà các bác nhìn vô lăng này. Đấy, nó phải là da zin. Nó phải là da zin. Đấy, zin chưa? Các bác nhìn chưa? Trên này này, vân gỗ thâm, vân gỗ đen này. Nó là như mới luôn. Mọi chi tiết các bác nhìn chưa? Wow, quá là đẳng cấp luôn. Phải nói là cực chất. Đây, 460 triệu đồng cho một em Toyota Fortuner, gần như là zin cả xe luôn. Hàng ghế của nó đây chỉ bị mòn mòn chỗ này này. Đấy. Chỗ này là cái điểm hay cọ cọ mông vào này. Đấy. Không sao cả. Rất đẹp. Mọi chi tiết trên xe này. Wow. Quá đẳng cấp luôn. Wow. Rất đẹp. Đấy, wow như duy lến luôn. Mọi chi tiết này các bác nhìn chưa, nó là đẳng cấp rồi. 2012 mà thật sự là khó kiếm được một em mà nó zin như này. Bao check hãng 18,9 vạn. Tắt chìa khóa để lại cho các bác nghe này. Bật nè, ABS, túi khí, đèn check, đèn dầu, đèn bình, đèn phanh, đề phát ăn ngay. Cái dòng này ấy, chúng ta về chỉ thay dầu, đổ xăng, đi bảo dưỡng định kỳ thì chính xác là chỉ có chúng ta ốm thôi. Chỉ có chúng ta ốm thôi, chứ cái loại này là không thể ốm được. Đấy. Nếu mà chúng ta đi bảo dưỡng định kỳ, không đâm húc vào đâu. Đấy. Thì cái loại này thì nó đi còn miên man, chắc là 20 năm nữa không phải nghĩ. Chỉ có mình ốm thôi chứ bọn này nó không thể ốm được các bác ạ. Nó là cái hàng lồi đồng cối đá của Toyota mà. Các bác nhìn chưa? Chìa khóa này, chìa khóa zin theo xe nhá. Đấy. Mọi chi tiết trên xe thì nó phải nói là nó là đẳng cấp. Đẳng cấp. Đấy, coi chưa? Gương kính này. Ok chưa? Xin chào bác nhá. Đây. À, sẽ cho các bác xem phần khoang máy động cơ. Phải nói là cái tiếng đóng cửa nó nhẹ nhàng dã man luôn. Ui giời, cabo. Cabo chính xác là các bác ạ. Nó quá zip luôn. Ít khi phải mở ra luôn. Phải nói là quá zip luôn. Mẹ, sợ thật, một chiếc xe nó quá là đẳng cấp luôn. Các bác nhìn này, mọi chân ốc của nó này, cái bản này mà lưng lên lưng xuống nó còn quá là lặng luôn, bởi vì nó zip, nó lâu ngày nó không được mở, hoặc nó được mở quá ít luôn. Chân ốc này, còi là còi zin nhé, chân còi còn chưa mở này. Bao cho bác nếu mà đâm đụng tai nạn ở góc nào ấy thì các bác chỉ cần bảo em thôi là con này nó khó đâm ở chỗ này là chú Quang ạ, thì em sẽ sẵn sàng vào viết giấy cho các bác và tặng các bác chiếc xe này, tặng cho bác một đầy một bình xăng và bao vào tên cho các bác. Đấy, còn nếu mà không có một lỗi gì nhỏ bé thì các bác
vui vẻ nhá, đừng bớt em làm gì nhá. Các bác nhìn vách máy nhá, đến cả cả cái ốc của cái lắp mặt dàn cò này nó còn chưa ra nhá, nó là đẳng cấp rồi. Keo zin này, các bác nhìn nhá, đây có phải keo zin không ạ, đây có phải ốc zin không ạ. Còn tiếng máy lổ thì chắc chắn là nó phải êm như chó thở rồi. Ơ rồi, các bác nhìn chưa, hộp số rồi. Đấy, em quay cho các bác nhá, mọi chi tiết này em quay rất là kỹ luôn. Đấy, ốc mặt máy này, con này em bao check hãng luôn. Đấy, các bác nhìn chưa, mọi chi tiết này rất là đẹp, quá êm luôn. Đây, phần đầu xe các bác nhá, chiếc này nó là cọp thực sự luôn, 460 triệu đồng các bác ạ. Nếu bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 MG Quang Ô Tô Chất. Và đồng thời bác nào thích đổi xe thì bên em sẽ nhận đổi của các xe nhé. Đấy, còn mua thẳng chiếc này thì em bán 460 triệu đồng, em bao zin và bao máy không có một giọt dầu nào rỉ ra nhé. Đấy, bao zin và bao máy không có một giọt dầu nào rỉ ra. Đây, cái mặt gioăng nắp dàn cò nó còn chưa ra thì máy lổ êm như chó thở luôn. Máy này gọi là con máy quá mốc luôn, máy mốc meo. Đấy, mọi chi tiết nó quá đẹp luôn. Tem này, đấy, đây gọi là tem, tem này gọi là tem anh chị nhá. Cho anh chị nghe tiếng đóng cửa nhá. Này, nghe sướng ạ, quá sướng luôn. Đấy, tiếng máy lổ rất là êm luôn. Và cái tiếng đóng cửa đấy. Đấy, xe này em bao chất, nếu bác nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Và bên em có nhận kèo đổi cồ cát tất cả các loại mẫu xe có giá từ 100 cho đến 600 triệu đồng. Đấy, bác nào thích đổi cồ cát thì cứ alo cho em nhé. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bác. Bác nào chốt chiếc này thì alo cho em.